Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy là hai chiếc xe Maybach GLS bạn, nhưng mà chúng ta hầu như nếu mà nhìn ở góc độ này thì sẽ không phân biệt được đâu là Maybach GLS 450 hay đâu là Maybach GLS 600. Bởi vì hai chiếc xe này có cùng một cái thiết kế hầu như là y chang nhau ở bên ngoài luôn. Nếu mà chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta có thể phân biệt được là phần mâm xe thôi ha. Đó thì về phần cái chiếc xe Maybach, ở đây chúng ta sẽ có chiếc xe Maybach GLS 480 với màu xanh ngọc lục bảo và Maybach GLS 600 với màu sơn là màu đen. Đó thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là hai cái chiếc xe này nó không có khác gì hết. Đây là những cái lưới tản nhiệt đặc trưng của những cái dòng xe Maybach á, những cái thanh đứng sọc như thế này, và phần đầu xe có rất là nhiều những cái chi tiết mạ rơm. Thì đây là những cái phong cách đặc trưng của Maybach các bạn. Bởi vì là những cái dòng xe Maybach á thì sẽ thiết kế theo cái phong cách rất là sang trọng và rất là quyền lực luôn, cho nên là cái phần đầu xe các bạn sẽ thấy là mặc dù đây là cái chiếc xe SUV hay là một cái chiếc xe sedan thì đều có những cái chi tiết mạ rơm rất là nhiều. Còn tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là phần đèn xe giữa hai chiếc xe này đều là đèn xe thông minh multi beam LED các bạn, không khác gì hết. Hai chiếc xe này có cùng một công nghệ đèn luôn ha, cũng như là cái phần thiết kế giống nhau. Tiếp theo nữa thì Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu nè. Bây giờ chúng ta mới có thể là phân biệt đâu được là Maybach GLS 600 ha, hay đâu là GLS 450. Thì GLS Maybach 600 của chúng ta được trang bị cái bộ vành 23 inch rất là đẹp, rất là nhìn rất là khác biệt so với hầu như tất cả những cái dòng xe ở ngoài thị trường luôn các bạn. Đây là một cái bộ mâm phải nói là có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những cái bộ mâm xe luôn ha. Và chúng ta nhìn ở bên ngoài các bạn thì chúng ta mới thấy được cái sự hầm hố của bộ mâm này, bởi vì nó lên tới là 23 inch. Đó, lớp xe là lớp Pirelli, đây là một cái thương hiệu lớp xe của nước Ý. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái thông số nha. Bánh trước nó là 285/40 R23. Bộ mâm của chúng ta là chắc chắn là 23 inch rồi. Tiếp theo nữa thì Duy sẽ cho các bạn xem cái mâm của Maybach GLS 480. Thì GLS 480 sở hữu một cái bộ mâm nhỏ hơn 1 inch ha, kích thước lớp là 285/45 R20. Bộ bánh của chúng ta sẽ nhỏ hơn 1 inch một chút xíu thôi so với bộ mâm của chiếc xe GLS 600. Cả hai chiếc xe này thì đều là sử dụng cái lớp tie fit các bạn, và thương hiệu lớp xe Maybach GLS 480 là Continental. Đây là một lớp xe thương hiệu của Đức. Đối với cái chiếc xe Maybach GLS 480 của chúng ta các bạn thì sử dụng hệ thống treo bằng khí nén E-matic, nó sẽ giống như trên dòng xe GLS 450, nhưng đặc biệt đối với chiếc xe GLS 600 Maybach này của chúng ta thì sở hữu một hệ thống treo rất là đặc biệt luôn, hệ thống treo nhún nhảy gọi là E-Active Body Control. Đây là một hệ thống treo chỉ có duy nhất trên cả chiếc xe Maybach GLS 600 thôi, và có thể nói đây là cái hệ thống treo và tiên tiến hiện đại bậc nhất trên thế giới luôn các bạn. Đó thì với hệ thống treo này thì Duy nghĩ là các anh chị các bạn đã xem video clip này thì đã biết cái hệ thống treo này rồi ha. Nó có thể là nhún nhảy và giúp cho cái xe này đi vào những cái đoạn đường mà bị xa lầy hoặc là đi trên cát ha. Những cái đoạn đường mà coi như là chuyên về approach thì chiếc xe GLS Maybach 600 này thì thật sự ha, đây là một cái chiếc xe có một cái hệ thống treo quá là hiện đại luôn, quá là hiện đại luôn. Ok, tiếp theo nữa các bạn, một cái điểm rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều các anh chị không có để ý ha, thì cây gạt nước mưa trên chiếc xe GLS 600 Maybach này sở hữu một cái gạt nước mưa là Magis Vision Control. Đây là một cái hệ thống gạt nước mưa các bạn, khi mà chúng ta xịt để rửa kính thì chúng ta sẽ không thấy là nước nó sẽ bắn lên trên kính, mà ở trên một dãy của gạt mưa này nó sẽ được bố trí rất là nhiều những cái lỗ li ti. Khi mà cần gạt mưa của chúng ta đi lên thì nước sẽ xịt lên, và cần gạt mưa của chúng ta đi xuống thì nó sẽ xịt theo chiều ở dưới. Đây là một cái hệ thống xịt nước mưa phải nói là Mercedes-Benz phát minh ra cũng rất là hay luôn các bạn. Chỉ có những cái dòng xe thật sự rất là đặc biệt mới được trang bị cái gạt nước mưa này thôi. Đó. Bên cạnh đó thì chiếc xe Maybach GLS 480 của chúng ta thì sử dụng một gạt nước mưa giống như những cái dòng xe Mercedes-Benz thông thường. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn đi sang bên hông một chút xíu ha. Các bạn sẽ thấy đây là một cái điểm mà hầu như các anh chị khách hàng đến xem cái chiếc xe Maybach GLS 480 hay là Maybach GLS 600 này đều rất là thích luôn các bạn. Và có thể nói là cái bệ bước chân của cái chiếc xe Maybach GLS của chúng ta là một cái bệ bước mà nó có thể nói là đẹp nhất luôn trong tất cả những cái dòng xe mà trên thị trường đang được trang bị cái bệ bước. Bệ bước nó rất là rộng luôn các bạn nha. Nó sẽ không nhỏ giống như những cái thương hiệu xe khác mà có trang bị bệ bước đâu. Các bạn sẽ thấy nè.
ở đây nó sẽ hơn 20cm luôn các bạn, giúp cho cái việc mà chúng ta đi lên trên chiếc xe hoặc là đi xuống xe thì nó rất là an toàn nha bạn, vì nó ở đây là an toàn đó. Còn độ chắc chắn của cái bể bước này thì nó rất là chắc chắn rồi, với cái tải trọng thì nó khoảng tầm 160kg ha, cho một cái người rất là lớn ha, một người rất là cao to đứng ở trên này cũng sẽ không vấn đề đó. Các bạn thấy không? Ngoài ra thì bể bước này còn có một cái logo Maybach luôn ha, nhìn nó rất là sang, rất là đẹp luôn các bạn. À, khi mà Di mở cửa ra thì nó sẽ mở ra các bạn, và đóng cửa lại thì bể bước chúng ta sẽ được đưa vào trong. Thì Maybach GLS 480 cũng y chang vậy luôn bạn, không có khác gì hết ha. Không có khác gì. Đó, và nó xếp vào rất là êm ái các bạn nha, rất là êm ái luôn. Khi mà Di bước lên trên này các bạn thì bể bước chắc chắn là nó sẽ không đậy lại đâu ha, sợ kẹt cái chân ha. Đó, còn bước xuống thì nó sẽ đậy vào trong. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cột chữ B của Maybach các bạn thì lúc nào cũng sẽ được gắn một cái nẹp chrome ha, một nẹp chrome. Khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của cái chiếc xe Maybach các bạn, mặc dù là sedan hay SUV đều như vậy ha, thì chúng ta sẽ thấy là khoang sau với khoang trước của chiếc xe này nó được tách biệt hẳn hoàn toàn luôn. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy nè, đây. À, còn đối với những dòng xe thông thường khác thì các bạn sẽ thấy ở cột này là một tấm nhựa màu đen ha, thì nhìn nó sẽ mà màu chrome thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều, một chi tiết nhỏ thôi. Bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu ha. Các bạn sẽ thấy ha, ở đây sẽ có một cái logo Maybach ha. À, nhìn từ bên hông thì chúng ta vẫn nhận biết đây là một cái chiếc xe Maybach. À, và một điểm nữa các bạn, bánh xe ở phía sau của chiếc xe Maybach GLS 600 này nó sẽ to hơn bánh trước luôn nha các bạn. Đó, kích thước lớp là 325/35 R23, có nghĩa là bên bề hông của cái mâm xe này nó sẽ to hơn rất là nhiều. À, và Di nghĩ là với bộ mâm này các bạn, các anh chị các bạn mà ha, có anh chị tài xế ha, phải đi thật là kỹ luôn, chúng ta phải ghép lề thật là kỹ luôn, bởi vì khi mà bộ mâm này bị xước các bạn thì rất là khó để xử lý ha. Đây là một bộ mâm quá là đẹp luôn ha, cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận cho cái phần mâm xe này. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau của hai cái chiếc xe này nha. Thì nếu mà Di che cái chữ Maybach GLS 600 này lại các bạn thì các bạn cũng sẽ không phân biệt được đâu là Maybach GLS 480 hay đâu là Maybach GLS 600 hết, bởi vì là y chang nhau, không khác gì. Bây giờ Di sẽ mở cái cốp cho các bạn xem. Đối với Maybach GLS 600 của chúng ta thì được trang bị cái tủ lạnh ở bên trong cốp xe nè. Đó, nhưng mà GLS 480 của chúng ta thì không có tủ lạnh ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này có những cái đồ rất là nhiều luôn ha. Đây là cái nắp chụp mâm các bạn, nắp chụp mâm của Maybach GLS 600. À, đây là nắp chụp mâm bằng kim loại các bạn, nhưng mà đối với cái nắp chụp mâm của Maybach GLS 480 thì là bằng nhựa ha, bởi vì cái mâm nó cũng sẽ khác. Mặc dù là một cái chi tiết mâm rời, cũng nắp chụp mâm rời như thế này, nhưng mà cái này là bằng kim loại, còn đối với 480 thì là bằng nhựa ha. Chị sẽ để ở đây bốn cái chụp mâm. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có những cái tai nghe nè, cho hai cái tai nghe cho hàng ghế ở phía sau ha, những cái dây để chúng ta sạc điện thoại nè, lọ nước hoa. Thì chi tiết này nó sẽ giống nhau các bạn. Ngoài ra ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nắp, một cái chi tiết để mà tháo mở cái nắp bánh xe ha. Chúng ta phải để cái chi tiết này ở trên xe để trong trường hợp mà chúng ta đi vá xe cần phải tháo cái bánh xe ra các bạn, thì phải có cái dụng cụ chuyên dùng là cái nắp này. Ok. À, đây là máy tính bảng cho hàng ghế phía sau ha. Maybach GLS 480 hay là 600 đều có một máy tính bảng như thế này. Máy tính bảng này là của hãng Samsung các bạn nha, Samsung, để chúng ta điều khiển những cái chi tiết phía sau á. Thì với cái máy tính bảng này Di đã quay cũng như cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi, những cái sách hướng dẫn sử dụng thì sẽ để ở đây. Ngoài ra thì bộ thảm của chiếc Maybach GLS 600 này được trang bị một cái bộ thảm phải nói là nó rất là dày, luôn các bạn. Và cái cảm giác mà khi chúng ta đạp chân lên cái thảm này các bạn, cho một cái độ êm ha, nó rất là sang trọng luôn. Đây. Ha, rất là sang trọng luôn. Ở đây thì sẽ có hai cái gói tựa đầu ha, ở hàng ghế phía sau, chưa có lắp. Vì đây là cái chiếc xe Maybach GLS 600 các bạn, thì nó sẽ có nhiều những cái chi tiết mà ở bên trong nội thất nhiều hơn so với lại cái xe GLS 480 ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái bờ bắp chân, hai cái bờ bắp chân cho cái hàng ghế phía sau các bạn. Với chi tiết này thì GLS 480 của chúng ta không có ha.
ở đây cũng vậy, là có hai cái gói mà để chúng ta kê lưng, hoặc là hai cái gói để chúng ta ôm khi mà chúng ta ngồi trên xe ở khu vực phía sau ha, nó sẽ cũng thoải mái hơn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái nút bấm nè. Thì đối với lại đây là chiếc xe Maybach cho nên là không phải để gập hàng ghế các bạn, bởi vì là khoang trước chứ khoang sau này hầu như là nó cố định, nó ngang đôi luôn, kiểu như gần đôi luôn, những cái đồ mà chúng ta để ở phía sau này thì hầu như được đậy lại rất là kín. Đó, thì cái nút này là cái nút để chúng ta hạ cái phần đuôi xe này xuống trong những cái trường hợp mà chúng ta khiêng vác đồ đi lên hoặc đi xuống các bạn, thì nó cũng sẽ giảm được một chút xíu ha, nó hạ cái phần đuôi xe này xuống thôi. Ở đây là có một cái tấm trắng khoang hành lý ở phía sau, có một cái logo mà Maybach luôn. Thì đối với cái chiếc xe Maybach GLS 600 này các bạn, thì tất cả mọi những chỗ bạn đều được ốp bằng da Nappa ha, da Nappa các bạn nha, không có chỗ nào mà bọc bằng da Dynamica hết, rất là sang trọng luôn ha. Chỗ này cũng vậy, khu vực cốp này cũng vậy, các bạn sẽ thấy nè, những cái chỗ này nè các bạn, là những cái chỗ ốp bằng da, cho nên là khi mà chúng ta để đồ các bạn thì các bạn cũng lưu ý ha, đừng có để những cái đồ mà nó quá là cồng kềnh đó, có thể là khi mà chúng ta đẩy xuống các bạn thì nó bị cấn vào những cái khu vực này thì có thể là bị xước đi, nó sẽ không đẹp ha. Đây là một cái điểm lưu ý nhỏ thôi. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần cốp sau của chiếc xe GLS 480 ha. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có nhiều những cái chi tiết nhỏ nhỏ như cái xe Maybach GLS 600. Đây các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ ít đồ hơn. Bên trong này thì vẫn có hai cái nắp chụp tâm nè, giống như Di nói, đây là cái chi tiết bằng nhựa ha, không phải bằng kim loại, nó sẽ nhẹ hơn, bởi vì mâm này cũng sẽ khác cái mâm bên kia. Ở đây có một máy tính bảng giống như nhau. Các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có cũng có hai cái tai nghe ở đây ha các bạn, hai cái tai nghe, cũng có sách hướng dẫn sử dụng, có lọ nước hoa trầm hương y chang nhau luôn. Thảm xe cũng vậy các bạn, thảm xe cũng rất là dày ha, y chang nhau luôn, thảm xe không khác, bởi vì hai chiếc xe này nó có cùng một cái màu nội thất là màu nâu ở bên trong, cho nên là cái phần thảm này cũng có màu kem giống nhau. Ở đây có hai cái gói chúng ta tựa đầu ở phía sau ha, các bạn sẽ thấy không thấy là có cái gói để bỏ bắp chân cũng như là cái gói để kê lưng ha, thì đối với chiếc xe này sẽ không có. Ngoài ra chúng ta sẽ không có cái chi tiết tủ lạnh ở khu vực này. Đó, tiếp theo thì các bạn cũng sẽ thấy là cái khu vực này có một cái tấm trắng hành lý ha, giống nhau, đều bọc bằng da Nappa hết. Đó, khu vực này cũng vậy. Đây, các bạn sẽ thấy khu vực này cũng bọc bằng da Nappa hết. Nhưng mà đối với trần xe của chiếc xe GLS 480 này thì được bọc bằng da Dynamica, các bạn sẽ nhìn thấy giống da lộn. Thì với cái chi tiết này nó cũng rất là đẹp, rất là sang trọng rồi các bạn. Nhưng mà trên GLS 600 của chúng ta thì có một sự khác biệt một chút xíu ha. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem về phần nội thất giữa hai cái chiếc xe này. Thì hầu như là về phần nội thất của hai chiếc xe này nó sẽ không khác gì nhau hết các bạn, y chang nhau luôn, kể cả vô lăng, kể cả ghế da, chất liệu da, thiết kế của cái phần ghế da này đều là giống nhau hết. Rồi hệ thống giải trí cũng giống nhau, ngoài ra hệ thống âm thanh cũng sẽ giống nhau luôn. Maybach GLS 600 hay là Maybach GLS 480 của chúng ta đều được trang bị hệ thống âm thanh vòm 2N 3D của Boommaster, với là được trang bị tổng cộng là 31 loa, công suất là 1540W. Hai chiếc xe này có một cái chất lượng âm thanh hầu như y chang nhau, không khác gì hết ha. Với sự êm ái của hai chiếc xe này các bạn, thì có thể là Maybach GLS 600 nó có một cái độ êm hơn so với lại Maybach GLS 480. Mặc dù GLS 480 chúng ta sử dụng hệ thống treo bằng khí nén nó rất là êm rồi ha, nhưng mà Di nghĩ đâu đó hệ thống treo này nó sẽ êm hơn một chút xíu thôi. Bởi vì là Di chưa có cảm nhận cái chiếc xe này nhiều ở trên đường trường, cho nên là có thể ha, thì cái thông tin này chưa chính xác lắm. Nhưng mà Di tìm hiểu những cái thông tin ở trên mạng các bạn, thì khi mà chiếc xe Maybach GLS 600 này chạy trên mặt đường á, hầu như là cái phần mà thân xe này nó được gần như là di chuyển theo một cái trục ngang, còn bánh xe của chúng ta sẽ dao động ha. Đây là một cái chi tiết, nếu các bạn tìm hiểu thêm thì các bạn cũng sẽ thấy ha, rất là nhiều những thông tin về hệ thống treo đặc biệt này của chiếc xe Maybach GLS 600. Đây là hệ thống treo gọi là thủy lực và điện các bạn nha, thủy lực và điện, còn đây là hệ thống treo bằng
khí nén. Cho nên hệ thống cho bằng thủy lực các bạn nó sẽ phản ứng nhanh hơn với mặt đường, nên là cái việc khi mà chúng ta đi qua những cái ổ gà hoặc là đi qua những cái chỗ mấp mô thì hệ thống treo này nó sẽ kết hợp với hệ thống scan quét mặt đường, nó giúp cho cái chiếc xe của chúng ta lúc nào cũng có thể gọi là êm nhất có thể ha. Chiếc xe Maybach của chúng ta các bạn thì khoan sao là một cái chi tiết mà có thể nói là rất là đặc biệt ha. Những dòng xe đặc biệt như thế này mới được trang bị những cái khoang nội thất thương gia như thế này ha. Ghế của chúng ta là ghế ngã được 43,5 độ, cho nên là khi chúng ta ngồi vào thì nó rất là thoải mái các bạn. Đó, vì đây là cái chiếc xe Maybach cho nên là hầu như là ghế trước và ghế sau đều được trang bị làm nóng và làm mát ghế hết ha. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hai cái bàn gấp để chúng ta có thể là làm việc ha. Trong những trường hợp gì cần thiết ha, chúng ta có thể sử dụng tới bàn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này có một cái chi tiết để chúng ta sạc điện thoại không dây ha. Khu vực này thì chúng ta có thể là để được hai cái cốc để chúng ta, và ngoài ra thì có tính năng là làm nóng và làm mát cốc nè. Đó, các bạn thấy là màu đỏ là làm nóng ha, màu xanh là làm mát. Khu vực này chúng ta điều khiển máy lạnh ha. Ngoài ra đối với chiếc xe Maybach các bạn, cho nên là việc mà chúng ta trang bị rèm xe ha thì nó bằng điện hết rồi, bằng điện hoặc là cửa sổ trời như phía ở phía trên nè, các bạn có thể là điều chỉnh bằng điện hết rồi. Đó, ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái màn hình của iPad cũng được, hoặc là chúng ta có thể là điều khiển trên cái màn hình ở khu vực này cũng được ha. Rất là nhiều chỗ để chúng ta sử dụng. Đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là Maybach GLS 480 hay GLS 600 đều được trang bị là tổng cộng là 4 ghế massage luôn các bạn nha, ghế trước hoặc là ghế sau. Đối với những cái dòng xe này các bạn thì các bạn thấy ha, thường ông chủ thường ngồi ở khu vực phía sau. Ngoài ra trong những trường hợp ông chủ cũng thích lái tự lái xe ha, cho nên là phải trang bị đầy đủ hết luôn các bạn nha. Khu vực này thì các bạn có thể là sử dụng cái tủ lạnh ở đây nè các bạn ha. Đó, tủ lạnh này thì có hai cái chế độ ha, làm mát nhiều hơn hoặc là mát ít ha, chúng ta có thể nhấn bằng cái nút nhấn ở đây. Rất là sang, rất là đẹp luôn. Đối với GLS 480 của chúng ta thì y chang nữa bạn, phía sau nó cũng không có khác gì hết ha, y chang nhau luôn. Đó, một cái điểm khác nữa thì các bạn sẽ thấy là phần chi tiết ốp gỗ thôi. Đó, ốp gỗ chỉ khác cái màu thôi các bạn, còn lại cũng giống nhau ha. Gỗ chúng ta là gỗ màu đen piano, có những cái đường viền ở đây. Còn đối với GLS 600 của chúng ta thì gỗ màu nâu. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem động cơ giữa hai cái chiếc xe này. Maybach GLS 480 chúng ta sử dụng động cơ 3.0 i6 ha, động cơ thẳng hàng các bạn, và công suất lên đến là 367 mã lực. Bên cạnh đó thì Maybach GLS 600 chúng ta sử dụng động cơ 4.0 V8, công suất lên đến là 557 mã lực. Và với hai cái chiếc xe này của chúng ta đều sử dụng chung một cái hộp số, đó là hộp số tự động 9 cấp 9G Tronic, chữ danh của Mercedes-Benz. Vừa rồi Di đã cho các bạn xem sự khác nhau giữa Maybach GLS 480 cũng như là Maybach GLS 600. Để biết thêm chi tiết về hai mẫu xe này cũng như là tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.